Nông Cơ Tân Phước Khang mến chào mấy anh em nha. Hôm nay review cho mấy anh em một cái máy cày mini nữa ha. Con này là Honda Mighty 130D nha mấy anh em. Con này là động cơ 3 máy ha. Động cơ 3 máy, máy dầu Kubota. Con này thì em đã tút lại hết vàng lông rồi mấy anh em. Còn máy móc thì em để nguyên vẹn ha. Khi chồng để nguyên vẹn. Còn vàng lông nó bị bay màu nên em phải tút lại ha, cho nó đều xe lắm anh em nè. Còn bộ phận trong này là zin hết nè. Động cơ Kubota 3 máy nè. Nói với con Kubota A30 là một thứ nha mấy anh em. Hàng Honda này nó mua bản quyền lại nó dán cái tem Honda lên thôi ha. Con này thì đi dàn xới 1m1. Xới hả? Xe này máy móc rồi còn zin nguyên bản hết nha mấy anh em, số má là còn zin hết nha, em chưa đụng đậy gì hết nha, chỉ có tốt là vàng lông thôi. Dưới rồi còn gầm rồi còn rất là đẹp nè mấy anh em. Bên em dọn rất là chi tiết là cẩn thận luôn nha mấy anh em. Anh em mua gì dùng cứ yên tâm ha. Phần này thì về anh em cứ đổ dầu vô rồi xài thôi. Động cơ phải nói là chất lượng luôn anh em. Gầm viết phía bên này còn rất là đẹp nữa ha. Nó xử lý sạch sẽ cho anh em hết luôn rồi nè. Vỏ đằng sau nó 74 nha anh em. Vỏ còn rất là mới luôn. Đây anh em ha. Vỏ đầu thì đi 512, gao rất là cao. Có găng gió nhẹ đây ha. Đây ha. Bên đây. Bên đây thì đẹp hơn. Vỏ sau thì đẹp như mới như bên kia luôn. Bên đây cũng như bên kia mấy anh em, rất là mới ha. Yên đồ zin đồ luôn nữa nè, zin theo xe nha. Đây bình dầu nữa nè. Đâu nổ máy chứ đâu. Nổ máy đây nè. Giúp cái nổ mấy nè. Cơ số cơ như mấy nam đuôi xuống nè, đuôi lên tự nhảy gì à. Còn nên bên lên là nó tự nhảy về nha. Đó quá dữ. Đây vô cầu này, vô cầu nha mấy nam. Số của nó là ha, hai lùi nè, hai lùi 4 tiếng và cần nhanh chậm đây ha, cần nhanh chậm. Số xới nó có hai số nha nè, số xới đây. Chạy cho em, chạy em. Máy rất là bóc luôn mấy anh em. Nghe hơi nữa không?
sắm con này về có cái farm là lợn thường ha mấy anh em, vườn nhỏ nhỏ rồi mấy em đi ruộng lúng thì phải đi bánh lòng nha, mini thì con nào cũng phải vậy ha. Báo giá con này luôn nha mấy em, con này em bán 52 triệu nha mấy em, bao ship 64 tỉnh thành nha. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp em ha, giá rất là phải chăng luôn mấy em, máy móc cực kỳ đẹp luôn. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha, mình chào mấy em.